Em xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị quan thân yêu. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 6 năm 2021. Em An kính chúc tất cả anh chị quan thân yêu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn và thành công trong công việc. Và ngày hôm nay thì siêu thị ô tô Bình Dương nhà em về cũng rất nhiều những cái mẫu xe đẹp anh chị nhá. Và em An sẽ cầm máy và giới thiệu cho anh chị, và anh chị quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em An để được giá tốt nhất mùa dịch này và có hỗ trợ giao xe tại nhà cho chị. Rồi đây. Đây, siêu thị ô tô Bình Dương nhà em bữa nay cũng rất nhiều những mẫu xe nhá. Và tại thời điểm này thì anh chị vẫn lên xem xe bình thường. Đó. Dĩ An vẫn lên xem xe bình thường và mình tuyệt đối tuân thủ quy định phòng chống dịch 5K là ok. Đấy, hai em xe mới nhất vừa về đây, một em K3 Corp này, một em Hyundai Kona bản xăng đặc biệt đi có 3.000 cây số thôi, 2.0 này. Rất đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, một em Mazda 2 này thì giao cho khách này. Khách hàng từ Vũng Tàu lên xem xe này. Đấy, bán tải này em ăn nhận cọc rồi. Cực kỳ nhiều những mẫu xe anh chị nhá. Đó, tại thời điểm này thì bên em vẫn hoạt động bình thường. Đó. Xe thì bên em tại thời điểm này quá nhiều luôn những mẫu xe đẹp và giá quá là hợp lý. Thế là anh chị nào cần mua xe thời điểm này thì rất là ok về giá. Và giá thì em ăn có báo là anh chị quan tâm về mẫu xe nào đó alo trực tiếp cho em ăn để được một cái giá vô cùng tốt anh chị nhá. Đó, em sẽ giới thiệu điểm qua một số mẫu xe đang còn này. Vios E số sàn 2020 này. City số tự động 2017 mẫu mới này, lên đủ đồ chơi. Đó. Một em Accent 2013 mới nhất vừa về đây. Chưa có hình chưa video luôn, 2013 số sàn. Accent tự động này thì em ăn nhận cọc rồi. Đó, một em Cerato bản full option 2017 này. Giá Cerato bây giờ thì cực kỳ là ok anh chị ạ. Đó, và em ăn đang bán lỗ luôn. Tại vì giá mới giảm quá. Xe tô 2019 số sàn này anh chị này, mẫu mới này. Đó, quá nhiều những mẫu xe đẹp đúng không ạ? Mazda 3 hatchback 2015 này. Xe cọp này, đi ba mấy ngàn thôi. Rất nhiều những mẫu xe đẹp anh chị nhá. Đó. Crew này, Crew số sàn 2016 màu vàng đồng này. Đấy. City Top 2017 này. Đó. Em sẽ điểm qua thôi. Tại vì tất cả những mẫu xe này thì em ăn đều có video cả. Accent 2019 bản đủ, bản full option 2019 này. Đó, CRV 2015 cọp này, đi 80 ngàn. 25 bản 2.0 biển Bình Dương. Đấy. Peru số sàn 2016 nữa này. Đấy, độ mâm cực kỳ là thể thao, mẫu phần cúp C giá mềm. Kia Rondo, đó, Kia Rondo 2018. Số sàn máy xăng. Một em CRV màu đen 2018 cái biển chín đây, chú khách ở nhà bè lên. Đó. Mazda 2 cọp này, biển siêu VIP này. i10 sedan 2019 bản đủ số sàn này. i10 sedan 2019 bản tiêu chuẩn nên đủ đồ chơi này. Đấy. i10 hatchback 2018 máy chấm 2 số sàn anh chị nhá. Đó. Kia Morning 2016 số tự động. 26 tự động máy 1.25. À, hành khách nhận coi. Coi đi anh ơi. Cứ coi đi, chờ em chút nhá. Đó. Rất nhiều nhá. Chú khách kia thì đang ưng một chiếc Vios mà em ăn thì cũng đang nhận lời một khách ở Tây Linh lên. Nên là sẽ để cho khách coi, hai khách cùng coi. Đó. Cerato 2017 bản full luôn này. 2017 bản full luôn, xe chạy 18 ngàn. Đó. Karen 2010 giá chỉ trên 200 thôi. Đó. Một em Everest bản Titanium này giá đang rất tốt luôn. Giá đã giảm rồi, giá siêu sốc luôn anh chị nhá. Hơn 900 thôi. Bản Kia Rio 2018, Innova 2017 giá cũng rất là êm này, lên đủ đồ chơi biển thành phố, số sàn, Chevrolet Captiva cũng giá rất tốt, hơn 200 thôi, số tự động anh chị nhá, 2010, một em Xpander 13.000 số sàn 2020 đăng ký 2021 đã vào đèn bi gầm rồi, đó. Nhô 500 một chút màu bạc, Ranger số sàn 2015, đó. Ok, đây, hai hàng rất là đông nhá. Innova 2008 này thì 2007 này thì đã bán rồi, đang kiểm tra để giao cho khách. Mazda 3 sedan 2016 xe chạy 50.000, vỏ theo xe hết là rất là đẹp, sedan biển người nước ngoài nhé. i20 vẫn còn này, 2015 này, quá nhiều những mẫu xe đẹp đúng không ạ? Morning SI bản đủ 2016 đăng ký 2017 này, biển 63 Tiền Giang này, số sàn. Kia Morning 2011 số tự động, đấy, biển Lâm Đồng anh chị nhá. Đây một em này mới về này, một em Vios E số sàn 2021 này. Mới chạy có 3.000 cây số thôi, chưa có hình đâu. Đấy.
vừa về luôn. Đây khách hàng đã coi em Elantra. Bao check test thoải mái anh chị nhá. Rồi. Rondo 2017 số sàn màu vàng cát này, mới về luôn. Ở thành phố nhá. Đó. Một em Mazda 3 2018 nữa. Đó. Mazda 3 2018 nữa. Rất mới luôn anh chị nhá. Đấy. Rồi. Trên đây là những cái mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương và không khí ngay buổi sáng tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhá. Bạn chỉ quan tâm mẫu xe nào thì alo em mang hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe. Xin chào và gặp lại anh chị.